giới thiệu cho các em về các cái triệu chứng lâm sàng cũng như là các cái cận lâm sàng cơ bản trong các cái bệnh lý nội tiết. Về phần trình bày của cô thì có hai nội dung. Phần thứ nhất thì một số các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lý nội tiết, và phần thứ hai nữa là các cái triệu chứng cận lâm sàng. Như vậy thì triệu chứng lâm sàng thì cô sẽ hết cái phần cận lâm sàng, chúng ta nghỉ giải lao khoảng chừng 5 phút. Hai bài này thì để các em học trong nội dung chương trình là 4 tiết, nhưng mà cô sẽ nói ngắn gọn một số điểm chính thôi ha. Về phần về phần lâm sàng của các cái bệnh lý nội tiết thì cô sẽ nói ngắn gọn một số điểm chính cho các em nắm nha. Đầu tiên là về nội dung bài giảng, thì trong cái phần nội dung mục tiêu bài giảng á, thì các em cũng đã có cái handout trong tay rồi, thì các em đã nắm được cái nội dung của bài giảng rồi, thì cô không nhắc lại ha, cô bắt đầu đi vào chi tiết luôn. Trước khi đi vào nội dung chính bài giảng thì cô giới thiệu lại cho các bạn hệ thống của các tuyến nội tiết trong cơ thể của chúng ta ha. Thì chúng ta nhìn lên màn hình đây, chúng ta thấy thì các bạn thấy này, các tuyến nội tiết của chúng ta nó được phân bố khắp rải rác trong cơ thể. Ở vùng ở não bộ chúng ta thì có hai cái vùng quan trọng, đó là vùng giữa đồi. Vùng giữa đồi thì nó chỉ là những cái thần kinh có vai trò tiết các cái hormone liên quan đến nội tiết thôi, chứ nó không phải là tuyến nội tiết. Tiếp theo nữa là ở vùng đáy sọ của chúng ta có một cái tuyến rất có một tuyến rất là quan trọng, đó là tuyến yên. Tuyến yên thì có vai trò điều hòa hoạt động của các cái tuyến nội tiết còn lại. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy có một cái tuyến ở vùng não đó là tuyến tùng. Thì tuyến tùng thì hồi nó được xem như là tuyến nội tiết, nhưng mà các bệnh lý tuyến tùng thì không được xem là bệnh lý nội tiết. Ở vùng cổ chúng ta có hai tuyến. Tuyến thứ nhất đó là tuyến giáp. Tuyến giáp chúng ta thấy đây có hai thùy đây ha, và đứng trên hai thùy tuyến giáp là 4 tuyến cận giáp. Ở vùng ngực của chúng ta thì có tuyến ức, mà tuyến ức, các cái bệnh lý của tuyến ức thì chúng ta sẽ xếp vào bệnh lý tự miễn dịch và huyết học, chứ không phải là bệnh lý nội tiết. Ở vùng bụng của chúng ta thì có hai tuyến rất là quan trọng. Một cái tuyến mà có hình dấu ngã đây ha, nó vắt ngang ở bụng đây, ở bụng đây, thì đây là tuyến tỵ. Tuyến tỵ thì nó có hai phần, đó là phần tỵ nội tiết và tỵ ngoại tiết. Thì trong bệnh lý nội tiết thì chúng ta chỉ đề cập tới tỵ nội tiết. Tỵ nội tiết thì gồm có cái nhóm, các cái nhóm tiểu đảo, các cái tiểu đảo Langerhans, trong đó có chứa tế bào alpha và beta. Nó tham gia tiết gì các bạn? Insulin và glucagon. Về tuyến thượng thận thì nó đứng ở cực trên. Tuyến thượng thận nó có hình chóp như thế này. Về nội tiết sinh dục thì chúng ta sẽ thấy ở nữ thì có buồng trứng là đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nội tiết về sinh dục. Nam thì chủ yếu là hai tinh hoàn. Bây giờ bất kỳ rối loạn của các cái tuyến nội tiết mà cô vừa giới thiệu chúng ta thì nó sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng. Thì những cái thay đổi mà chúng ta có thể gặp trên lâm sàng ở các bệnh lý nội tiết nó biểu hiện qua một số vấn đề sau. Trước tiên thì cô giới thiệu về các cái triệu chứng cơ năng của bệnh lý nội tiết. Cơ năng là những gì, là cái gì các bạn? Triệu chứng cơ năng là những cái triệu chứng mà bệnh nhân cảm nhận được khi mà có những cái thay đổi trong cơ thể của bệnh nhân và bệnh nhân khai với chúng ta, nhưng chúng ta không thể thăm khám đánh giá được, thì chúng ta gọi là triệu chứng cơ năng. Có nghĩa là những cái triệu chứng gì, những thay đổi gì đó mà bệnh nhân khai với chúng ta.
Đầu tiên tôi nói về cái thay đổi về cân nặng. Thay đổi về cân nặng thì các bạn sẽ thấy là chủ yếu là bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện hoặc là bệnh nhân sẽ gầy sút. Gầy sút này với cái đặc điểm là gầy sút rất là nhanh, gầy sút nhiều và nhanh, chúng ta không thể lý giải, bệnh nhân không thể lý giải được, không liên quan gì đến dinh dưỡng, thì thường gặp nhiều trong bệnh lý nội tiết. Nguyên nhân của cái sự thay đổi cân nặng này người ta thấy là do mất cân bằng giữa quá trình đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là gì các bạn? Đồng hóa đó là một cái quá trình bệnh nhân tổng hợp các cái chất tích lũy lại, còn dị hóa là một cái quá trình mà thủy phân hoặc ly giải những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể nha. Thì cái cân nặng này người ta sẽ thấy là trong bệnh nhân bị dị hóa nặng thì tình trạng dị hóa nhanh thì tình trạng gầy sút và là sụt cân của bệnh nhân nó sẽ diễn tiến rất là nhanh, không liên quan gì đến dinh dưỡng và bệnh nhân không có giải thích được, và cũng không liên quan gì các cái bệnh lý khác, các vấn đề khác, ví dụ như là bệnh nhân tích lũy nước nhiều vân vân nha. Ngược lại với tình trạng gầy sút, đó là một cái tình trạng tăng cân nhiều. Tăng cân nhiều nó thể hiện cũng tương tự như vậy, tức là bệnh nhân lên cân trong một thời gian ngắn, cũng không liên quan gì đến dinh dưỡng và bệnh nhân cũng không lý giải được. Nên nó cũng không có phải là do tích lũy nước quá nhiều, ví dụ như bệnh nhân bị hội chứng thận hư phù vân vân, thì cái chuyện đó nó có những cái biểu hiện lâm sàng khác mà chúng ta có thể thăm khám được. Còn bệnh nhân này, bệnh nhân vẫn ăn uống bình thường nhưng mà bệnh nhân tăng cân nhiều, hoặc thậm chí bệnh nhân ăn ít hơn, bệnh nhân vẫn bị tăng cân. Và liên quan đến cái cân nặng này, chúng ta hay gặp nhất là trong cái bệnh lý của tuyến giáp. Và trong triệu chứng mà tăng cân thì chúng ta sẽ thấy là biểu hiện của tình trạng suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp này là chúng ta biết do cái vai trò của hormone giáp tham gia vào chuyển hóa năng lượng để tạo nhiệt cho cơ thể, cho nên những cái bệnh nhân mà bị suy tuyến giáp thì lượng hormone trong máu giảm xuống, cho nên nó làm cho cái quá trình chuyển hóa năng lượng, tức là quá trình dị hóa nó sẽ giảm đi. Do vậy mà bệnh nhân tăng cân. Một bệnh lý thứ hai mà chúng ta có thể gặp đó là một cái tình trạng mà tăng giữ muối nước. Do bệnh nhân sử dụng những cái loại thuốc giống như cortisone máu, thì chúng ta gọi là glucocorticoid nha. Thì do tác dụng dược lý của cái thuốc này nó sẽ gây tăng cân do nó giữ muối và nước. Trong trường hợp bệnh nhân bị cái bệnh lý của tuyến thượng thận, có nghĩa là bệnh nhân bị cương tuyến thượng thận, thì sẽ có tình trạng gia tăng giữ muối nước nha các bạn ha. Còn nếu như bệnh nhân sử dụng corticoid thì bệnh nhân sẽ bị hội chứng Cushing. Rồi chúng ta sẽ qua một cái triệu chứng thứ hai mà chúng ta có thể gặp, đó là bệnh nhân có biểu hiện thay đổi về tính tình, có thể là người nhà nhận thấy hoặc bệnh nhân nhận thấy. Cái thay đổi tính tình này nó biểu hiện ở rất là nhiều triệu chứng mà chúng ta có thể gặp. Bệnh nhân có thể khai với chúng ta ở các cái triệu chứng như sau. Bệnh nhân thấy là bệnh nhân mất khả năng tập trung tư tưởng. Bên cạnh đó đi kèm, bệnh nhân có thể là thay đổi về rối loạn giấc ngủ nè. Bệnh nhân trở nên rất là dễ cáu bẩn, cáu giận, nóng tính, rất là dễ bị kích thích, hoặc là một số trường hợp lo âu. Đây là những cái triệu chứng riêng biệt nha các bạn. Hoặc là nó cũng có thể đi cùng một cái nhóm triệu chứng về thay đổi về tính tình, về trạng thái tinh thần của bệnh nhân. Tiếp theo, bệnh nhân có thể biểu hiện cái sự suy nhược toàn thân, ví dụ như là bệnh nhân ít hoạt động, bệnh nhân hay ngủ
bệnh nhân nói chậm, bệnh nhân thờ ơ, bệnh nhân trầm cảm, tức là bệnh nhân ít nói, bệnh nhân không quan tâm đến mọi chuyện. Thì những cái triệu chứng này có thể chúng ta hay gặp trong cái bệnh cảnh suy giáp nặng, có thể biểu hiện một trong các triệu chứng mà chúng ta cô vừa nói với các bạn. Tiếp theo nữa là rối loạn về tâm lý. Thì bệnh nhân có thể, chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có một cái tình trạng lo âu rất là dữ. Bệnh nhân lúc nào cũng lo lắng, bồn chồn, và thậm chí là bệnh nhân rất là dễ khóc. Thì biểu hiện tâm lý nặng nề này chúng ta có thể gặp ở trong bệnh cảnh suy tuyến cận giác. Về các cái triệu chứng thay đổi về tính tình thì chúng ta có thể gặp, bắt gặp bệnh nhân ở một cái trạng thái là bệnh nhân mệt mỏi, suy nhược, buồn bã, bệnh nhân không có cảm thấy vui vẻ, và bệnh nhân lúc nào cũng cảm thấy rất là mệt, mệt cả ngày lẫn đêm. Thì thường cái biểu hiện này hay gặp trong cái triệu chứng của suy giảm thượng thận. Về triệu chứng cơ năng thứ ba mà chúng ta có thể gặp trong các cái bệnh lý nội tiết, đó là thay đổi về thân nhiệt. Thì chúng ta thấy thay đổi về thân nhiệt là một cái triệu chứng rất là đặc trưng trong bệnh lý tuyến giáp. Như vậy thì với một cái bệnh nhân khi mà vào với chúng ta, bệnh nhân chúng ta khai thác bệnh sử của bệnh nhân, chúng ta hỏi cô ơi, cô vào viện vì lý do gì? Bệnh nhân nói sao dạo này tôi thấy tôi nóng quá. Như vậy thì cái mà chúng ta lưu ý đến đầu tiên là chúng ta phải đi tìm hiểu có bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp hay không. Vì thay đổi thân nhiệt là triệu chứng đặc trưng, có nghĩa là hay gặp nhất trong bệnh lý tuyến giáp. Có biểu hiện như sau: bệnh nhân có thể sợ nóng, bệnh nhân rất là sợ nóng, lúc nào bệnh nhân cũng cảm thấy người nóng nực, đổ nhiều mồ hôi. Về mùa đông bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng mà so với những người khác, cùng những cái người khác ở một cái cùng lứa tuổi thì bệnh nhân cảm thấy dễ chịu và bệnh nhân ít mặc áo ấm hơn so với những người cùng trang lứa và ở những cái điều kiện thời tiết như nhau. Về mùa hè thì bệnh nhân rất là mệt, bệnh nhân cảm thấy nóng nực, bệnh nhân khó chịu nhiều lắm. Và khi mà chúng ta sờ vào da bệnh nhân thì lúc nào cũng thấy da ẩm, có nghĩa là sao các bạn, đổ nhiều mồ hôi và da vẫn nóng. Bình thường khi mà chúng ta đổ mồ hôi có nghĩa là chúng ta đã thải nhiệt, cho nên cái vùng nào đổ mồ hôi thì da ở đó nó thải nhiệt, thì da ở đó nó sẽ mát hơn. Nhưng riêng đối với những cái bệnh nhân mà mắc bệnh lý tuyến giáp thì đổ mồ hôi nhiều nhưng ngược lại da nóng, cho nên cái triệu chứng da nóng ẩm là một cái triệu chứng mà chúng ta hết sức là lưu ý khi thăm khám bệnh nhân. Và đặc biệt là bệnh nhân sẽ tiết nhiều mồ hôi hơn so với bình thường, đặc biệt là ở lòng bàn tay. Nhiều khi ở một cái thời tiết rất là mát, mọi người không ai đổ mồ hôi hết, nhưng những cái bệnh nhân bị bệnh tuyến giáp này thì đổ mồ hôi rất là nhiều. Chúng ta sờ vào bằng lòng bàn tay thì chúng ta sẽ thấy đổ mồ hôi rất là nhiều. Thường cái triệu chứng này gặp ở hội chứng cường giáp do hormone giáp hoạt động quá mức gây ra, thấy các bạn ha. Và khi hormone giáp hoạt động quá mức thì nó gây tăng chuyển hóa cơ bản, như vậy thì nó làm tăng thải nhiệt và nó tăng bệnh nhân, nó sẽ tăng thải nhiệt, như vậy thì người bệnh nhân lúc nào cũng nóng và tăng thải nhiệt. Và đây là cái gì các bạn, đây là cái đặc tính sinh học của hormone giáp. Nếu bệnh nhân bị cường giáp mà bệnh nhân sốt rất là cao, bệnh nhân thải nhiệt rất là nhiều, bệnh nhân đổ mồ hôi nhiều và nhiệt độ bệnh nhân khoảng cỡ 40 độ C thì chúng ta có thể gặp trong cái cơn bão giáp ở bệnh nhân bị cường giáp. Những cái từ này thì các bạn sẽ thấy có vẻ là các bạn hơi, mới lần đầu các bạn tiếp cận các bạn hơi khó nhớ, nhưng mà các bạn chủ yếu là các bạn sẽ nhớ những cái triệu chứng, ví dụ như là tăng nhiệt độ thì chúng ta sẽ, đặc điểm của tăng nhiệt độ nó sẽ đi kèm với cái gì nha, để khi mà đi lâm sàng thì chúng ta hỏi bệnh, chúng ta phải biết cách để chúng ta ghi như thế nào để cho nó phù hợp và nó thể hiện đúng là
đúng là bệnh nhân này là thay đổi về thân nhiệt, là tăng thân nhiệt chứ không phải là bệnh nhân sốt lạnh run hay là sốt vã mồ hôi nha các bạn ha. Các bạn lưu ý cái triệu chứng mô tả trên đây. Ngược lại với triệu chứng nóng thì một số bệnh nhân bị bệnh lý tuyến giáp, bệnh nhân sẽ rất là sợ nóng, bệnh nhân sẽ rất là sợ lạnh và thường xuyên bệnh nhân mặc áo ấm. Những cái người này kể cả mùa hè họ vẫn cảm thấy lạnh, mà đặc biệt mùa đông thì họ vô cùng khổ sở. Và thường nếu những cái bệnh nhân mà suy giáp nặng thì họ sẽ rất là dễ chết vào mùa đông, họ cảm thấy dễ chịu ở thời tiết nóng. Lý do là do giảm chuyển hóa cơ bản. Những bệnh nhân suy giáp thì chuyển hóa cơ bản tức là những cái bệnh nhân cái chuyển hóa cơ bản của bệnh nhân giảm đi thì sự tạo nhiệt của bệnh nhân nó ít, nó làm cho thân nhiệt bệnh nhân thấp và lúc nào bệnh nhân cũng cảm thấy lạnh. Nói tóm lại về thay đổi thân nhiệt, chúng ta sẽ lưu ý: một là trạng thái tăng thân nhiệt, hai là giảm thân nhiệt. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta lưu ý về bệnh nhân hay bị mệt mỏi khi gặp một trong các cái bệnh lý nội tiết. Thì cái đặc điểm cái mệt mỏi này nó khác với các cái mệt mỏi các cái bệnh lý khác. Thì chúng ta lưu ý đây là những cái đặc điểm mà chúng ta cần phải khai thác nha. Khi một bệnh nhân bị khai với chúng ta là mệt mỏi thì chúng ta xem coi cái đặc điểm này nó có phải là đặc điểm của bệnh nội tiết hay không. Thì chúng ta phải khai thác là bệnh nhân khai với chúng ta là bệnh nhân mệt mỏi toàn thân, cái chỗ nào bệnh nhân cũng rụng rời, cũng đau, cũng mệt, cũng quể quải hết thì gọi là mệt mỏi toàn thân. Và bệnh nhân ngoài cái mệt mỏi toàn thân đó, về tinh thần bệnh nhân cũng vậy, bệnh nhân cũng cảm thấy tinh thần rất là trầm cảm, buồn bã và bệnh nhân không có lạc quan nha, thì gọi là mệt mỏi cả thể xác lẫn về tâm thần. Và bệnh nhân khai với chúng ta là buổi sáng thì bệnh nhân còn dễ chịu một chút, mệt nhưng mà mệt ít, nhưng mà buổi chiều thì bệnh nhân mệt rất là nhiều. Điều này nó liên quan đến vấn đề tiết hormone, bởi vì hầu hết các cái hormone mà liên quan đến khỏe, đến vấn đề triệu chứng dễ chịu của cơ thể, nó đều tiết cái lượng rất là nhiều vào buổi sáng và nó giảm đi vào buổi chiều và buổi tối, cho nên bệnh nhân sẽ có cảm giác mệt buổi chiều hơn buổi sáng. Bên cạnh cái triệu chứng cái vấn đề mệt mỏi của bệnh nhân do giảm cái nội tiết tố ra, thì người ta thấy những cái bệnh nhân mà bị bệnh lý nội tiết á, nó gây rối loạn những cái chuyển hóa, những rối loạn chuyển hóa các cái điện giải mà liên quan đến vấn đề khỏe và mệt của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân bị bệnh lý cường androstenedione hoặc là bệnh nhân bị hội chứng Cushing thì bệnh nhân sẽ bị rối loạn về chuyển hóa kali. Thường là bệnh nhân sẽ giảm kali, mà giảm kali thì bệnh nhân sẽ rất là mệt, bệnh nhân mệt mỏi toàn thân, bệnh nhân yếu cơ, liệt bụng, liệt ruột, và thậm chí nặng nữa là bệnh nhân yếu hai chi dưới và bệnh nhân đi không được, và nó làm cho cái hoạt động của tim nó cũng giảm đi, cho nên bệnh nhân rất là mệt. Thiếu cortisol nha, thì chúng ta biết rồi, thì cortisol là cái hormone mà người ta coi nó là doping, là thần dược. Nếu mà bệnh nhân chỉ cần sử dụng một ít cortisol được tiêm vào là chỉ cần khoảng 15 phút sau, từ một cái người mà mệt mỏi quể quải toàn thân không thể đi đứng được, chỉ cần tiêm khoảng 15 phút sau là bệnh nhân có thể vui vẻ sảng khoái và bệnh nhân khỏe mạnh trở lại. Chúng ta thấy rất là đặc biệt đó, thì liên quan chủ yếu đó là hormone của tuyến thượng thận. Một triệu chứng mà chúng ta có thể gặp ở những cái bệnh nhân bị bệnh lý nội tiết đó là rối loạn ý thức. Đây là một cái triệu chứng rất là nặng, và nó đây là những cái triệu chứng mà ở những cái bệnh lý ở giai đoạn cuối hoặc là giai đoạn rất là nặng. Thì cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân như thế này: bệnh nhân đầu tiên đó là bệnh nhân
Lúc đầu thì bệnh nhân có thể vật vã, bệnh nhân mê sảng, có nghĩa là bệnh nhân nói ú ớ. Thì gọi là mê sảng có nghĩa là gì? Bệnh nhân có những cái cử chỉ hành vi bất thường và những cái lời nói vô nghĩa. Sau đó bệnh nhân lại từ từ, bệnh nhân thiếp dần và bệnh nhân đi vào hôn mê. Thì gặp trong các cái biến chứng của bệnh lý mãn tính như là bệnh nhân hôn mê do tăng đường huyết, hoặc là hôn mê do hạ đường huyết, cơn bão giáp, cơn suy giáp và cơn suy thượng thận cấp. Một triệu chứng mà chúng ta có thể gặp đó là bệnh nhân khai với chúng ta đó là bệnh nhân uống nhiều và tiểu nhiều. À, đây là một cái triệu chứng mà chúng ta rất là hay gặp trong bệnh lý nội tiết, đó là bệnh lý đái tháo đường. Trong các nhóm bệnh nội tiết thì chúng ta thấy đái tháo đường là cái nhóm bệnh mà chiếm đại đa số trong các bệnh lý nội tiết. À, đây là một cái bệnh thường gặp trên lâm sàng, và bệnh này thì hiện nay nó cũng ngày càng gia tăng nha, tỷ lệ nó chiếm rất là cao trong dân số. Cho nên cái đi lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng này, chúng ta khai thác thường chúng ta sẽ là triệu chứng mà chúng ta thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường. Nguyên nhân là gì? Do đường huyết tăng cao. Khi mà đường máu tăng cao, cô giải thích thêm, khi mà đường máu nó tăng cao thì cái việc tái hấp thu đường ở thận nó sẽ vượt qua cái ngưỡng tái hấp thu của ngưỡng thận. Thì chúng ta biết rồi, ngưỡng thận hấp thu đường là bao nhiêu các bạn? Alo, alo các bạn ơi, các bạn có nghe không? Alo, alo các bạn ơi, Nghe tôi. nhưng mà rồi xin lỗi, bạn nào vậy? Có nghe không? Có nghe nhưng mà câu hỏi chút xíu nè, các bạn biết bình thường cái ngưỡng thận của chúng ta hấp thu đường là bao nhiêu không? Còn cô tắt cái này chút xíu. Dạ, tại các bạn có comment trả lời tôi chắc không muốn. Vậy 180 à? Đúng rồi. Đúng rồi, Ngọc Thiện trả lời đúng rồi, nó đúng rồi. Thì cái ngưỡng thận của chúng ta bình thường khoảng 180. 180 mg ha, hấp thu đường là 180 mg trên đề xi lít. Thì ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó thì đường trong máu tăng cao do họ kiểm soát đường huyết không tốt, dẫn đến một tình trạng là sao? Ví dụ như đường của bệnh nhân đó là đường trong máu nó có thể là 280, 300 thì đường nó sẽ không tái hấp thu hết và nó sẽ được thải qua thận. Và đường nó thải qua ống thận thì đường nó là một chất gì các bạn? Đường nó là một một chất thẩm thấu rất là cao, áp lực thẩm thấu rất cao, như vậy thì nó sẽ kéo nước. Đường nó còn nó không tái hấp thu hết ở trong ống thận thì nó còn lại trong ống thận, nó sẽ kéo nước từ ở cái những cái khoảng giang bào ở ống thận, nó ở ngoài ống thận, nó kéo vào trong ống thận thì nó làm cho nước tiểu bệnh nhân tăng lên, dẫn đến là bệnh nhân đi tiểu nhiều, thì chúng ta gọi đó là trường hợp đa niệu thẩm thấu, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy là bình thường thì bệnh nhân tiểu ý chứ. Giờ vẫn theo chỉ là giờ khá là lụt. Thì bình thường chúng ta sẽ tiểu trung bình là lượng nước tiểu bình thường là từ 600 cho đến dưới 2000 ml nước tiểu trên 24 giờ. Trong trường hợp bệnh nhân bị đái tháo đường thì đường máu tăng cao như vậy thì bệnh nhân có thể đi tiểu nhiều hơn, và được gọi là tiểu nhiều thì bệnh nhân phải tiểu trên 20 lít, có nghĩa là phải cỡ 2 lít 2, 2 lít rưỡi trở lên thì chúng ta mới gọi là tiểu nhiều. Nên các bạn chung phải là
Bình thường chúng ta định nghĩa là 600 cho đến 2, dưới 2 lít thì bệnh nhân tiểu và đúng 2 lít, hoặc là 2 lít mốt thì chúng ta gọi là tiểu nhiều, không phải, phải gần 2 lít rưỡi thì chúng ta mới gọi là tiểu nhiều. Và chính vì bệnh nhân bị tiểu nhiều như thế, bệnh nhân sẽ dẫn đến một tình trạng là mất nước. Mất nước như vậy thì nó sẽ kích thích trung tâm khác làm cho bệnh nhân khát nước. Khát nước và bệnh nhân uống nhiều. Uống nhiều thì uống nhiều, đặc biệt đặc cái đặc điểm mà bệnh nhân uống nhiều mà các em cần khai thác ở đây là bệnh nhân ngoài cái chuyện uống nhiều ra, uống xong bệnh nhân không cảm thấy đã khát chút xíu sao thì bệnh nhân tiếp tục là khát nước và bệnh nhân uống nhiều lần. Và tổng cái lượng nước bệnh nhân uống trong một ngày phải lớn hơn 2,5 lít thì mới gọi là uống nhiều. Một số bệnh nhân đái tháo đường trong giai đoạn đầu đó thì họ còn một cái triệu chứng đó là họ ăn rất là nhiều và ăn rất là ngon. Có nghĩa là ăn nhiều thì ở đây có nghĩa là bệnh nhân ăn nhiều hơn cái lượng thức ăn hàng ngày, lượng cơm bệnh nhân ăn nhiều hơn, lượng thức ăn bệnh nhân ăn nhiều hơn, nhưng mà ăn xong thì bệnh nhân lại mau đói hơn thì chúng ta gọi là cái gì? Ăn nhiều. Và một cái triệu chứng có thể đi kèm nếu như bệnh nhân tiểu nhiều, bệnh nhân uống nhiều, bệnh nhân tiểu nhiều kéo dài thì dẫn đến bệnh nhân bị mất nước, bệnh nhân có thể bị sụt cân. Thì các cái triệu chứng đó người ta gọi là bốn nhiều ha các bạn ha. Nếu uống nhiều tiểu nhiều thì hai, nếu mà ăn nhiều uống nhiều tiểu nhiều sụt cân thì ta gọi là bốn nhiều, hay gặp ở những cái bệnh nhân mà tăng đường huyết rất là nặng và không đường huyết không được kiểm soát trong thời gian dài, bệnh nhân sẽ sụt cân và có triệu chứng này. Một cái triệu chứng tiểu nhiều mà chúng ta có thể gặp ở một cái bệnh lý khác đó là bệnh lý đái tháo nhạt. Bệnh lý đái tháo nhạt này là do bệnh nhân bị bệnh lý của tuyến yên, bệnh lý của tuyến yên, bệnh nhân bị suy tuyến yên và bệnh nhân giảm tiết ADH, cho nên là bệnh nhân sẽ có một cái tình trạng là bệnh nhân tiểu rất là nhiều, uống bao nhiêu thì tiểu rất uống bao nhiêu thì bệnh nhân đi tiểu hết bấy nhiêu. Và bệnh nhân có thể uống từ 5 đến 10 lít trong một ngày. Và bệnh nhân đi tiểu cũng vậy, và tiểu khoảng từ 5 đến 10 lít trong một ngày. Thì đây là bệnh lý đái tháo nhạt. Nó khác với triệu chứng của bệnh lý đái tháo đường. Đái tháo nhạt là chủ yếu bệnh nhân chỉ uống nhiều, uống bao nhiêu để đi tiểu hết bấy nhiêu thôi ha. Nó khác với cái bệnh nhân đái tháo đường thì có thể là uống nhiều, tiểu nhiều rồi sụt cân nha. Rối loạn tiêu hóa là một cái triệu chứng chúng ta cũng có thể hay gặp ở bệnh nhân có các cái bệnh lý nội tiết. Thường thì cái biểu hiện rối loạn tiêu hóa trong cái bệnh lý nội tiết hay gặp nhất là bệnh nhân buồn nôn, nôn. Gặp ở các bệnh cảnh và cô liệt kê cho các em luôn. Đây là các cái bệnh lý như là nhiễm độc giác nè, bệnh nhân suy thượng thận cấp nè. Bệnh nhân viêm tỷ cấp mà do tăng triglycerid hoặc là bệnh nhân đái tháo đường. Cô nói thêm, giải thích thêm cho các bạn. Triệu chứng buồn nôn, nôn gặp trong viêm tỷ cấp do tăng triglycerid, tại sao trong gọi là bệnh lý nội tiết các bạn? Trong cái bệnh cảnh viêm tỷ cấp thì một cái bệnh cảnh chung của viêm tỷ cấp đó là người ta xếp trong bệnh lý tiêu hóa. Nhưng viêm tỷ cấp do tăng triglycerid đây là một cái biến chứng của bệnh lý nội tiết. Bởi vì rối loạn lipid máu tăng triglycerid là bệnh lý nội tiết. Và khi mà triglycerid nó tăng quá cao trong trong máu thì nó sẽ gây một cái tình trạng là gì? Tắc nghẽn các cái mạch máu ở tuyến tụy và gây một cái tình trạng là viêm tụy cấp. Thì như vậy thì biểu hiện lâm sàng của cái viêm tụy cấp do tăng triglycerid nó cũng giống như là biểu hiện lâm sàng do các viêm tụy cấp khác, thì bệnh nhân cũng có triệu chứng nôn, buồn nôn, đau bụng các bạn ha. Còn đái tháo đường thì ở một cái cơ chế khác là bệnh nhân dễ nôn, buồn nôn do bệnh nhân bị biến chứng muộn của đái tháo đường, có nghĩa là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh, tổn thương thần kinh tự chủ do đái tháo đường, đặc biệt là thần kinh tự chủ ở dạ dày, thì bệnh nhân sẽ dễ bị buồn nôn và nôn ha các bạn. Đối với các triệu chứng ở ruột thì bệnh nhân có thể gặp táo bón. Táo bón
gặp ở bệnh cảnh nào các bạn suy giáp, nguyên nhân là do trong bệnh cảnh suy giáp thì nó giảm cái kích thích vô động ruột, cho nên là phân nó sẽ ứ động lại và nó được ruột già nó hấp thu hết nước, cho nên là bệnh nhân rất là dễ bị táo bón. Và trong cái cơn suy thượng thận cấp cũng vậy, thì bệnh nhân do cái giảm các cái hormone thì bệnh nhân cũng rất là dễ bị táo bón. Còn tiêu lỏng thì chúng ta sẽ gặp ở bệnh nhân bị cường giáp thì nó ngược lại với suy giáp. Thì do khi mà cường giáp thì hormone giáp nó sẽ kích thích các cái nhu động ruột ha, nó kích thích vào các đám rối thần kinh, nó làm cho ruột nó tăng nhu động, và như vậy thì nó tăng đẩy thức ăn xuống ruột già rất là nhanh. Như vậy thì bệnh nhân dễ đi tiêu, và như vậy thì bệnh nhân sẽ bị tiêu lỏng. Ở bệnh nhân mà bị cường giáp á, thì có thể lúc đầu bệnh nhân đi tiêu bình thường, nhưng mà khi mà bị cường giáp thì bệnh nhân rất là dễ bị tiêu lỏng. Còn ở những cái người táo bón đó các bạn, thì khi mà bị cường giáp thì họ sẽ đi tiêu trở lại bình thường. Và đái tháo đường thì tại sao bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, thì nó có một cái biểu hiện khác và cái cơ chế khác. Lý do là bệnh nhân bị tổn thương thần kinh ha các bạn, bệnh nhân bị tổn thương thần kinh tự chủ, cho nên cái bệnh nhân bị rối loạn về cái nhu động ruột và bệnh nhân rất dễ bị tiêu lỏng. Một cái biểu hiện lâm sàng mà chúng ta có thể gặp ở các bệnh nhân bị bệnh lý nội tiết đó là rối loạn sinh dục. Nguyên nhân này chúng ta hay gặp là do từ vùng hạ đồi và tuyến thượng thận. Vì chúng ta biết là tuyến thượng thận nó liên quan đến các cái hormone sinh dục đúng không các bạn? Thì những cái rối loạn ở vùng hạ đồi hoặc là ở tại tuyến yên hoặc là tại vùng thượng thận, có nghĩa là một trong ba vị trí này thì bệnh nhân có thể bị rối loạn sinh dục. Với nữ, cái rối loạn sinh dục nó biểu hiện bằng cái tình trạng là rối loạn về kinh nguyệt. Thì bệnh nhân sẽ có một cái biểu hiện ví dụ như là vô kinh nè các bạn ha, hoặc là kinh thưa. Hay gặp ở các bệnh cảnh gì các bạn, hội chứng Sihan hoặc là bệnh nhân bị cường giáp, hoặc là bệnh nhân bị hội chứng Cushing. Thì mỗi một cái bệnh cảnh này nó sẽ có cái cơ chế gây rối loạn kinh nguyệt khác nhau nha các bạn. Hội chứng Sihan này thì cô giải thích thêm cho các bạn, hay gặp ở người phụ nữ bị băng huyết sau sinh. Thì các bạn biết cái tình trạng băng huyết sau sinh đây là một cái tình trạng lâm sàng rất là nặng. Thì khi mọi người phụ nữ mà trong giai đoạn mà sổ thai, sau sổ thai ra thì nếu như cái tử cung nó bị đờ, không cầm máu được, thì bệnh nhân bị băng huyết và một cái lượng máu mà nó chảy qua tử cung rất là lớn, có thể cùng một lúc nó mất đi 2-3 lít máu, thậm chí có nhiều hơn nữa. Một số bệnh nhân nếu mà không cầm máu kịp, không cấp cứu kịp, bệnh nhân có thể tử vong. Còn một số bệnh nhân chúng ta cầm máu kịp nhưng do cái lượng máu mất lớn quá thì nó làm cho máu đến nuôi ở não nó giảm đi. Thì chúng ta biết cái tiếng yên của chúng ta nó rất là nhỏ, khi mà bệnh nhân mất máu nặng như thế thì nó sẽ làm giảm máu nuôi đến cái tiếng thượng thận, đến tiếng yên, thì bệnh nhân tiên nó sẽ bị tổn thương. Như vậy thì khi tiếng yên tổn thương thì nó sẽ bị suy giảm hormone. Ở suy giảm hormone thì cái biểu hiện lâm sàng của cái người phụ nữ này sau một cái tình trạng bị băng huyết thì được cứu sống thì bệnh nhân rất là suy kiệt, cơ thể bệnh nhân rất là suy kiệt. Việc đầu tiên đó là bệnh nhân sẽ bị không có sữa, mất tiết sữa, không có sữa cho em bé bú. Rồi sau đó thì bệnh nhân bị teo các cái tiến sinh, tức là bệnh nhân teo ngực, rồi bệnh nhân bị rụng lông, bệnh nhân mất kinh, và cuối cùng bệnh nhân chết trong suy kiệt, thì gọi là hội chứng Sihan do băng huyết sau sanh. Tình trạng cường giáp thì do hormone giáp
nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh dục của bệnh nhân, rối loạn về tiết các cái hormone, cho nên là bệnh nhân cũng có thể gây một tình trạng là rối loạn kinh nguyệt. Thường là bệnh nhân ít kinh, rồi bệnh nhân rất là khó đậu thai ở khi mà bệnh nhân đang bị giai đoạn cường giáp. Còn đối với bệnh nhân bị hội chứng Cushing thì chúng ta biết hội chứng Cushing thì thường là gặp trong bệnh cảnh Cushing, chống hội chứng Cushing trong bệnh Cushing thì bệnh nhân bị cường cortisol máu, có nghĩa là bệnh nhân bị bệnh lý tuyến thượng thận, là bị thường hay gặp u tuyến thượng thận. Đây là u vỏ thượng thận, thì nó làm cho đối với phụ nữ thì nó sẽ ngoài cái tiết cortisol ra, nó sẽ tăng tiết androgen, thì nó làm mất cân bằng giữa cái tỷ lệ hormone androgen và progesterone của nữ. Như vậy nó sẽ gây một cái tình trạng là rối loạn kinh nguyệt rất là rõ ràng, thậm chí là những cái bệnh nhân này thì rất là khó có con. Còn ở cái bệnh nhân mà bị ngược lại mà suy tuyến thượng thận nguyên phát đó các bạn, thì gọi là Addison, thì những cái bệnh nhân này nè, họ sẽ bị giảm cortisol, giảm cả androgen, progesterone, do vậy mà họ sẽ bị vô sinh và thường là họ vô kinh luôn. Bây giờ cô nói một chút xíu để các bạn hiểu, vì tôi nói luôn cả cái bệnh và các cái triệu chứng cho nên các bạn rất là khó hiểu. Bây giờ các bạn ghi nói lại cho tôi mấy ý đây. Bây giờ hội chứng Cushing, các bạn sẽ phân biệt là đầu tiên là hội chứng Cushing, thì các bạn ghi nói lại hội chứng Cushing là gì. Hội chứng Cushing là do sử dụng các thuốc corticoid. Mà corticoid là gì? Nó là những cái thuốc giống như cortisol máu ha. Rồi ý thứ hai là bệnh Cushing. Bệnh Cushing là do u vỏ thượng thận nó tăng tiết cortisol và các hormone sinh dục, thì chúng ta gọi là hội chứng Cushing. Bệnh Addison đây là bệnh lý suy tuyến thượng thận nguyên phát do nguyên nhân là tự miễn. Như vậy thì cái này nó dẫn đến là suy tuyến thượng thận nha các bạn ha. Rồi các bạn phân biệt giùm tôi ba vấn đề đó. Một số triệu chứng cơ năng mà ít gặp khác là chúng ta sẽ thấy bệnh nhân khai với chúng ta là bệnh nhân hay bị đau đầu. Đặc biệt là các bạn biết bệnh lý nào hay bị đau đầu không? Bệnh nhân bị u tuyến yên, bệnh nhân thường xuyên bị đau đầu. U tuyến yên, suy tuyến yên, bệnh nhân rất hay đau đầu. Rồi một cái bệnh lý khác mà nó hơi hiếm, nó rất là hiếm gặp trong bệnh lý nội tiết, đó là cường tuyến cận giáp. Đây là một bệnh lý rất là ít gặp. Thì khi bệnh nhân mà có cường tuyến cận giáp thì nó gây một cái tình trạng là loãng xương do hormone tuyến cận giáp là BTH. BTH nó sẽ gia tăng trong máu thì nó sẽ dẫn đến một tình trạng là nó kích thích tình trạng gia tăng quỷ cúc bào ở xương. Như vậy thì các bạn thấy hoạt động quỷ cúc bào ở xương là xương luôn luôn lúc nào nó cũng có hai cái tiến trình song song, đó là tiến trình gì tạo xương và tiến trình quỷ xương. Khi mà bệnh nhân cường tuyến cận giáp thì nó sẽ gia tăng tình trạng gì, quỷ xương. Như vậy thì nó sẽ làm cho xương bị mỏng đi rất là nhiều, khoáng chất của xương mất đi rất là nhiều. Như vậy thì bệnh nhân sẽ gây tình trạng loãng xương. Và khi loãng xương thì nó sẽ gây một cái biểu hiện lâm sàng, đó là bệnh nhân đau xương. Và loãng xương đến mức mà nó kéo dài trong nhiều năm, mà nó loãng xương đến mức mà xương rất là mỏng và bệnh nhân gãy xương tự nhiên. Nhưng mà bệnh lý này rất là hiếm, cho nên cái triệu chứng này nó cũng gặp nó nằm trong cái nhóm bệnh hiếm gặp, cho nên triệu chứng này ít gặp. Nhưng nếu bệnh nhân cường tuyến cận giáp thì cái triệu chứng này là triệu chứng thường gặp nhất trong bệnh lý cường tuyến cận giáp.
Rồi các bạn hiểu rồi ha. Bên cạnh đó thì một số các cái bệnh lý mà suy suy các cái tiếng hormone, suy các cái tiếng nội tiết á, thì bệnh nhân rất là dễ bị mỏi cơ, đau cơ, và bệnh nhân rất là ít vận động, và bệnh nhân thường bị chuột rút hoặc là thậm chí bệnh nhân lên cơn tê tinny, thì có thể gặp ở bệnh lý suy tuyến cận giáp, hoặc là bệnh nhân bị suy tuyến giáp. Suy tuyến giáp bệnh nhân cũng có thể bị triệu chứng là mỏi cơ, chuột rút các bạn. Triệu chứng phù niêm trước chân chày, cái đặc điểm này các bạn, đặc điểm phù này nè, các bạn lưu ý biểu hiện trên lâm sàng để các bạn mô tả nè, là nó phù nè, đây là một cái dạng phù cứng, nó trước, nó ngay ở phía trước cái xương chày của chúng ta, ngay mặt trước của xương chày, và phù này chúng ta sờ vô chúng ta sẽ thấy là nó chắc, da ở vùng đó nó dày lên và nó có màu da cam, và lỗ chân lông nó rất là to, thì gọi là phù niêm trước xương chày. Ít gặp nhưng mà nó rất là đặc hiệu trong bệnh lý Bajedo. Bên cạnh đó thì bệnh nhân sẽ có những cái biểu hiện lâm sàng có thể gặp là bệnh nhân dị cảm, mất cảm giác, hoặc là bệnh nhân bị giảm cảm giác. Dị cảm có nghĩa là bệnh nhân có cảm giác châm chích hoặc là như kiến bò. Còn mất cảm giác thì biểu hiện giống như là bệnh nhân bị tê nè. Rồi sau đó là cái cảm giác bệnh nhân giảm dần. Chúng ta khám, thăm khám thì chúng ta thấy bệnh nhân chúng ta có thể là giảm cảm giác về nhiệt, giảm cảm giác về cảm xúc, về xúc giác, thì bệnh nhân sẽ giảm. Hay gặp ở bệnh cảnh đái tháo đường hoặc là cường aldosterone tiên phát. Cường aldosterone tiên phát thì do là bệnh nhân bị rối loạn điện giải, thì cho nên bệnh nhân có một cái tình trạng dị cảm. Còn đái tháo đường thì đây là biến chứng thần kinh do đái tháo đường. Rồi các bạn thân mến, thì cô đã giới thiệu cho các bạn một số các cái biểu hiện lâm sàng, các cái triệu chứng cơ năng mà chúng ta thường gặp ở các cái bệnh lý nội tiết. Chúng ta thấy cái triệu chứng thì nó sao, nó rất là nhiều, nó rất là tản mạn, và chúng ta thấy là nó nằm ở một ở các cái triệu chứng này thì chúng ta sẽ thấy nó rất là nhiều, tại vì đây là một cái bài một cái bài tổng hợp tất cả các triệu chứng của bệnh lý nội tiết, cho nên là nó hơi khó với các bạn. Nhưng mà tuy nhiên đi lâm sàng thì khi mà chúng ta tiếp cận với một cái bệnh nào đó thì các bạn vui lòng, các bạn có thể mở ra triệu chứng của từng cái bệnh một, rồi chúng ta sẽ gom lại từng triệu chứng của từng bệnh để chúng ta mô tả trên lâm sàng thì nó dễ hơn cho chúng ta hơn. Còn cái bài này là cái bài đầu tiên các bạn tiếp cận tất cả các triệu chứng của bệnh lý nội tiết, cho nên nó hơi nhiều ha. Bây giờ chúng ta qua triệu chứng thực thể. Triệu chứng thực thể thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ bắt đầu đi thăm khám bệnh nhân, chúng ta đi thăm khám bệnh nhân. Đầu tiên những cái biểu hiện chúng ta thăm khám bệnh nhân, các bệnh nhân mà bệnh lý nội tiết, thì các bạn lưu ý là các bạn phải quan sát bệnh nhân. Quan sát bệnh nhân có thể là nó giúp cho chúng ta định hướng được cái bệnh luôn các bạn ha. Lưu ý về toàn trạng bệnh nhân, đó là một trong những cái dấu chứng mà rất là quan trọng mà khi thăm khám lâm sàng chúng ta cần phải theo dõi, cần phải lưu ý. Chúng ta lưu ý thăm khám thật là tỉ mỉ để chúng ta có thể thông qua các triệu chứng đó là chúng ta sẽ tìm ra được một cái bệnh lý nội tiết. Thì các cái biểu hiện về toàn trạng của bệnh nhân thì gồm có những cái biểu hiện mà chúng ta thấy là những cái thay đổi. Sau đây chúng ta cần phải ghi nhận đây: tư thế bệnh nhân lúc nghỉ ngơi hoặc lúc đi lại. Lúc nghỉ ngơi, tư thế bệnh nhân lúc nghỉ ngơi là sao các bạn? Ví dụ như một cái bệnh nhân bị loãng xương, các bạn sẽ thấy lúc nghỉ ngơi người ta nằm vẫn rất là bình thường. Nhưng khi người ta đi lại, khi người ta đi lại thì cái lưng người ta rất là còng, rất là thấp. Và chúng ta sẽ thấy nó. Đó là một cái điểm mà chúng ta thấy nó rất là khác biệt. Thứ hai,
là chúng ta phải nhìn toàn trạng chung, hình dáng, sự thay đổi, sự cân đối của các cái bộ phận trong cơ thể, giữa gương, giữa mặt, tứ chi, toàn thân, và chúng ta đánh giá một sự cân đối tương đối nha các bạn ha. Rồi chúng ta phải lưu ý về cái màu sắc của da và tính chất của da. Như thầy, đặc biệt là các cái bệnh lý nội tiết nó sẽ làm thay đổi da rất là nhiều. Tôi ví dụ ở bệnh nhân mà bị suy giáp thì cái da của người ta nó dày, nó xám, nó tái tái. Một bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận thì cái da của người ta nó sẽ sạm và nó sẽ có những cái đốm, nó có những cái đốm nâu đen đó. Thì tính chất da, màu sắc da chúng ta phải hết sức là lưu ý. Và điều nữa là chúng ta phải đánh giá BMI. Đánh giá BMI, một cái người quá gầy cũng là cái bệnh lý, mà một cái người mà quá béo cũng là bệnh lý nội tiết. Thì chúng ta bắt buộc khi thăm khám bệnh nhân nội tiết thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải đánh giá chỉ số khối của cơ thể. Chỉ số khối của cơ thể được tính bằng cái gì các bạn? Chiều cân nặng chia cho chiều cao, chia cho cao, chiều cao bình phương. Thì có nghĩa là trên một mét vuông da cái người đó chứa cái thể trạng chứa cái khối lượng là bao nhiêu kg. Một cái người gầy thì BMI là dưới 18.5 ha. Còn trung bình có nghĩa là từ 18.5 cho đến dưới 23, có nghĩa là 22.9 là người đó có thể trạng trung bình. Đây là cái chỉ số gì? Chỉ số khối của người châu Á. Và cái người thừa cân có nghĩa là BMI từ 23 cho đến 20-25. Còn béo phì là BMI lớn hơn 25. Như vậy, béo phì là bệnh lý nội tiết. Gầy quá mức, nếu không phải có bệnh lý mãn tính gì thì chúng ta phải đi tìm có phải là bệnh lý nội tiết hay không. Và chúng ta thấy là nếu không phải là do dinh dưỡng, do những cái bệnh lý mãn tính khác thì còn lại là đa số là bệnh lý nội tiết. Và tình trạng gầy, ngoài cái chuyện đánh giá BMI xong thì chúng ta phải đi phân tích. Chúng ta phải đánh giá cái lớp cơ của bệnh nhân. Nếu một cái bệnh nhân gầy thì người ta sẽ teo cơ đều hết từ trên tới dưới nha. Thì cái đó là cái gầy tự nhiên. Còn nếu gầy bệnh lý, thường gặp trong bệnh cảnh nội tiết, chúng ta có thể gặp ở bệnh nhân bị bệnh lý cường giáp đó các bạn, thì bệnh nhân hay bị teo cơ ở gốc chi, gặp ở các vị trí sau đây: ở cơ thái dương, cơ quanh vai, đó là các cái cơ gốc chi và cơ tứ đầu đùi. Đó, các bạn sẽ thấy là bệnh nhân sẽ teo, và cái đùi người ta teo rất là nhiều, cho nên bệnh nhân đi lại khó khăn, bệnh nhân đi đứng rất là khó khăn, thậm chí là bệnh nhân không đi lại được luôn. Còn một cái tình trạng béo thì chúng ta phải đánh giá béo. Bệnh nhân béo đều có nghĩa là bệnh nhân sao? Người ta béo BMI người ta trên 25 nhưng mà người ta cân đối hình thể giữa cái gì? Tay, chân và ở thân người. Còn trong trường hợp bệnh nhân bị rối loạn tái phân bố mỡ, bệnh nhân mỡ chỉ tập trung ở vùng ngực, vùng lưng, vùng vai và ở cổ, ở mặt. Ngược lại, tứ chi của họ thì teo rất là nhiều, thì thường tình trạng đó chúng ta hay gặp ở bệnh nhân bị bệnh cảnh hội chứng Cushing các bạn ha, gọi là tình trạng rối loạn tái phân bố mỡ, là béo khu trú. Béo khu trú nó biểu hiện lâm sàng, là cô nhắc lại để khi đi lâm sàng để chúng ta biết phân tích nè. Những cái bệnh nhân đó chúng ta thấy gương mặt họ rất là tròn, mỡ thì bụng thì rất là béo bẹo, rồi mỡ tập trung ở cổ, ở ngực, ở vai, nhưng mà tay chân của họ, đùi bụng cơ ở đùi, ở tứ chi của bệnh nhân thì rất là teo, thì gặp trong hội chứng Cushing. Đây là một cái hình ảnh bất thường về chiều cao ha các bạn ha. Bất thường về chiều cao thì chúng ta thấy ở hai người này
Hai người này đều là bất thường về chiều cao cả. Bất thường về chiều cao thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái người bị lùn do thiếu hormone CH, họ bị suy tuyến yên. Họ bị suy tuyến yên có nghĩa là cái tuyến yên không có tiết hormone CH từ lúc nhỏ. Còn người này thì bị thừa hormone CH. Bị thừa hormone CH từ lúc nhỏ cho nên gây một cái tình trạng là phát triển chiều cao quá mức. Hai cái người này chúng ta thấy là họ đang đứng ở đâu vậy các bạn biết không? Họ đứng trên một cái thảm đỏ. Họ được vinh danh trong kỷ lục Guinness. Một người này là cao 1 mét khoảng 20 mấy, đây là một cái người cao nhất thế giới. Còn đây là người lùn nhất thế giới, cả hai đều là người Trung Quốc. Và hai người này đều là bị bệnh lý của tuyến nội tiết nha các bạn. Một người thì gọi là gì? Thừa hormone CH, người thiếu hormone CH. Nếu một cái người nào đó mà thiếu học thừa hormone CH sau tuổi trưởng thành, sau tuổi dậy thì họ bị một cái bệnh lý chúng ta gọi là bệnh to đầu chi. Còn anh này thì anh thừa hormone CH lúc trước cái tuổi trưởng thành. Còn cái đặc điểm về lùn tuyến yên mà chúng ta có thể phân biệt với các cái bệnh lý khác đó các bạn, lùn do tuyến yên á thì bệnh nhân sẽ ảnh hưởng chiều cao và cân nặng, ảnh hưởng cả chiều cao cân nặng cho BMI, họ rất là cân đối. Và đặc điểm đó là đầu họ tròn, đầu họ rất là tròn phát triển. Tại vì chúng ta sẽ thấy là bộ não họ vẫn phát triển bình thường, cho nên chúng ta sẽ thấy đầu họ tròn có vẻ là nó to hơn bình thường một chút, nhưng thực ra là cái này nó phát triển so với người bình thường chúng ta thì họ rất là bình thường, họ chỉ thấp kém về chiều cao, cân nặng của họ thì có giảm đi một chút. Nhưng mà tỷ lệ toàn thân giữa đầu, tứ chi và chân của họ thì cân đối. Và đặc biệt nữa là trí tuệ họ phát triển cách bình thường. Chúng ta phân biệt với những cái người bệnh lùn do đau, lùn do thiếu iốt, thiếu bệnh đần địa phương do thiếu iốt hoặc là bệnh đau, thì những cái người này họ sẽ không cân đối về chiều cao cân nặng và họ kém phát triển về trí tuệ và tinh thần. Còn đối với những bệnh nhân lùn tuyến yên thì họ chỉ chậm, họ chỉ kém phát triển về chiều cao nhưng mà tứ chi họ, cơ thể họ cân đối và tư duy họ phát triển một cách bình thường. Về tiếp theo nữa, chúng ta khám toàn trạng về màu sắc da thì chúng ta lưu ý nè, da của họ thì nó có thay đổi một số trường bệnh lý, một số trường hợp thì có thay đổi về màu sắc da, có thể xuất hiện các cái mảng sắc tố ở da, mà cái mảng sắc tố này nó không phải nó nổi bất kỳ trên da đâu các bạn, mà nó sẽ ở những cái vị trí rất là đặc biệt, đó là ở cùi tay, các cái nếp gấp ở trong lòng bàn tay, ở nách, ở bạn đó. Những cái mảng sắc tố này nó sẽ xuất hiện ở các vị trí rất là đặc biệt, và trong niêm mạc má có thể là có những cái đốm đen. Thì đây là một cái triệu chứng rất là đặc trưng trong cái bệnh suy tuyến thượng thận nguyên phát gọi là bệnh Addison. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy những cái bệnh nhân nào mà có những cái biểu hiện lâm sàng triệu chứng cơ năng, ví dụ như là bệnh nhân mệt mỏi, quể quải, suy nhược, suy kiệt, mất kinh, khi chúng ta thăm khám, chúng ta sẽ khám ở trong niêm mạc miệng, nếu có đốm đen nữa thì chúng ta sẽ nghi ngờ bệnh Addison này rất là cao. Đối với cái bệnh nhân mà bị bệnh nội tiết mà suy các tuyến nội tiết thì hầu hết bệnh nhân đều có biểu hiện rụng lông tóc móng nha, rụng lông và rụng tóc. Móng thì nó khô rất là dễ gãy. Ngược lại thì một số bệnh nhân mà bị cường tuyến, cường ví dụ như là cường tuyến yên mà tăng tiết ACTH, hoặc là bệnh nhân bị bệnh Cushing
cường cường tiến thượng thận, tăng tiết cortisol máu thì bệnh nhân sẽ có một tình trạng là rậm lông nè. Rồi đối với nữ á, thì bệnh nhân lại có biểu hiện của hay bị gọi là nam quá, bệnh nhân giọng nói của bệnh nhân bị ồm đi, bị thay đổi nè, mọc ra mép nè, và bệnh nhân có thể bị rối loạn kinh nguyệt và mất kinh, gọi là tình trạng nam quá. Đặc trong hội chứng kết sinh là bệnh nhân bị u tuyến thượng thận. U tuyến thượng thận này nó tăng tiết cortisol, bên cạnh đó nó tăng tiết androgen, cho nên bệnh nhân bị nam quá, bệnh nhân nữ bị nam quá. Rồi các bạn, nãy giờ thì tôi có nói về hội chứng kết sinh và bệnh kết sinh, thì các bạn sẽ lưu ý phân biệt trên lâm sàng thì chúng ta thường gặp là hội chứng kết sinh ha các bạn. Hội chứng kết sinh là do chúng ta sử dụng corticoid quá mức, chúng ta lạm dụng hoặc lạm dụng corticoid vì nó là hormone giúp cho cơ thể hoạt động tốt hơn, khỏe hơn, nhưng ngược lại nó có rất là nhiều biến chứng, cho nên nếu chúng ta sử dụng kéo dài lạm dụng nó thì gây ra một cái bệnh cảnh lâm sàng chúng ta gọi là hội chứng kết sinh. Nó sẽ biểu hiện là gì? Nó tăng vị quá, nó sẽ tăng vị quá đạm. Như vậy thì bệnh nhân bị mất chất đạm, nó dẫn đến một cái tình trạng là da bệnh nhân mỏng ha, mặt thì đỏ, tứ chi thì teo ha. Da bệnh nhân rất là mỏng mà nó dẫn đến tình trạng nứt da, mặt bệnh nhân rất là đỏ ha. Rồi bệnh nhân bị teo cơ, bệnh nhân sẽ có một tình trạng rối loạn tái phân bố mỡ, biểu hiện là mặt bệnh nhân rất là tròn, tụ mỡ ở đâu các bạn? Ở cằm, tụ mỡ ở vai ha, và tụ mỡ ở bụng. Chúng ta sẽ thấy đây là một cái hình ảnh rất là đặc trưng của hội chứng kết sinh đi lâm sàng chúng ta sẽ thường gặp lắm. Chúng ta cần phân biệt với bệnh kết sinh. Bệnh kết sinh đây là, nhắc lại một lần nữa, đây là do tăng, do cường gì? Cường tiến thượng thận nguyên phát, và nó dẫn đến tình trạng là tăng tiết cortisol cũng như androgen. Bệnh nhân sẽ có một cái tình trạng là gì? Vì cường cái cortisol cho nên nó cũng có tác dụng là, tác dụng của cortisol là cái gì các bạn? Nó cũng tăng vị quá đạm một chút, và nó làm cho bệnh nhân sao các bạn? Rối loạn tái phân bố mỡ, nó rối loạn chuyển hóa lipid, dẫn đến bệnh nhân có một tình trạng này cũng là mặt tròn này, da thì đỏ, nhưng nó tăng tiết, do nó tăng tiết hormone sinh dục androgen, cho nên người phụ nữ này có một cái tình trạng là gì các bạn? Bị rậm lông, mọc rìa mép và lông mọc trên mặt rất là nhiều ha. Đó, hai cái bệnh cảnh này chúng ta sẽ phải phân biệt trên lâm sàng, nhưng mà trên lâm sàng thì cái bệnh cảnh này nó ít hơn, bệnh u tuyến thượng thận nguyên phát ít gặp hơn các bạn. Về khám tim mạch, nãy chúng ta thấy có biểu hiện tim mạch nha, triệu chứng cơ năng, thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân sẽ có tình trạng là tim nhanh, hồi hộp, vân vân. Và khi mà chúng ta khám tim mạch ở bệnh nhân bị bệnh lý nội tiết thì chúng ta lưu ý có mấy cái vấn đề sau đây. Có thể bệnh nhân bị tăng huyết áp. Tăng huyết áp thì nó tăng nhẹ thôi, trong bệnh cảnh Bajedo, do nó kích thích tăng hoạt động gì? Tăng hoạt động của nó cường giao cảm, nó làm cho bệnh nhân tăng hoạt động của tim, tăng co bóp, cho nên huyết áp bệnh nhân sẽ tăng lên một chút. Ngược lại thì bệnh nhân sẽ có một cái tình trạng huyết áp thấp khi bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận, là cortisol máu. Cortisol máu khi bệnh nhân bị suy tuyến thượng thận thì nó ảnh hưởng đến cái điều hòa hoạt động huyết áp, bệnh nhân có thể bị tụt huyết áp. Đặc biệt là bệnh nhân vô cơn suy tuyến thượng thận cấp thì bệnh nhân có thể tụt huyết áp. Bệnh nhân suy giáp cũng vậy, ngược lại với bệnh cảnh Bajedo là cường giáp, thì bệnh cảnh suy giáp huyết áp bệnh nhân có thể bị giảm, do nó giảm kích thích cái hệ các cái thần kinh, ống hút thần kinh, cái hệ giao cảm và phó giao cảm của tim và mạch máu, cho nên bệnh nhân có một cái tình trạng huyết áp thấp. Về tần số tim của bệnh nhân thì chúng ta
chúng ta sẽ thấy thay đổi trong các cái bệnh cảnh sau đây, đặc biệt là khi mà bệnh nhân bị basodo là bệnh cường giáp đó các bạn, trong cái nhóm bệnh cường giáp thì như tôi nói là nó sẽ kích thích giao cảm nhiều, cho nên bệnh nhân sẽ có một tình trạng là tim nó đập nhanh, tim đập rất là nhanh, hoặc là bệnh nhân bị run nhĩ. Đây là một cái biến chứng tim do bệnh cảnh cường giáp hay gặp bệnh basodo đó, thì bệnh nhân sẽ bị run nhĩ, rung nhĩ và nhịp tim đáp ứng thất rất là nhanh. Bệnh nhân tim đập loạn nhịp hoàn toàn nhưng mà cái nhịp thất rất là nhanh thì chúng ta gọi là rung nhĩ đáp ứng thất nhanh. Nếu các bạn học tim mạch và các bạn học điện tâm đồ, có học cái học cũng nói về điện tâm đồ, các cái bệnh lý mà nhịp tim đó, loạn nhịp tim thì chúng ta hay gặp nhất là bệnh cảnh rung nhĩ, hay gặp trong bệnh basodo. Tim chậm thì chúng ta có thể gặp trong bệnh cảnh suy giác, hoặc là dấu hiệu hạ huyết áp tư thế, trong bài thì cô có hướng dẫn rồi. Về tim mạch thì chúng ta vừa khám xong, bây giờ chúng ta qua một cái vấn đề khám chuyên khoa. Đây là một cái triệu chứng lâm sàng mà cực kỳ quan trọng đối với các em ở Y3. Đi lâm sàng chủ yếu đối với các bệnh lý nội tiết là chúng em phải khám cho được cái bú giáp, cái tuyến giáp. Thì các em nhìn lên màn hình, đây là cái cách mà khám bú giáp đúng này ha. Tức là sao, cái tư thế chúng ta phải chọn tư thế bệnh nhân là bệnh nhân phải ngồi. Đối với khám tuyến giáp bắt buộc phải ngồi, còn tuyến giáp mà chúng ta nằm thì chẳng bao giờ chúng ta khám được đâu ha. Chúng ta ngồi xong chúng ta sẽ áp dụng nhìn, sờ, nghe và đo. Nhìn thì chúng ta nhìn vào cái gì, vị trí của tuyến giáp. Chúng ta yêu cầu bệnh nhân ngồi ngửa cổ tối đa, cầm đưa ra phía trước. Chúng ta nhìn bình thường thì tuyến giáp có to không các em? Không, bình thường chúng ta không nhìn thấy tuyến giáp. Sờ thì chúng ta có thể sờ theo cái như vậy, chúng ta có thể dùng ngón tay cái chúng ta để ở vị trí của tuyến giáp, yêu cầu bệnh nhân nuốt. Thì nếu mà chúng ta sờ, chúng ta cảm nhận được cái tuyến giáp to, khi nuốt nó di động theo nhịp nuốt thì chúng ta gọi là tuyến giáp to. Và khi có tuyến giáp to thì chúng ta sẽ xác định gì? Cái giới hạn của tuyến giáp nè, giới hạn của tuyến giáp, rồi tính chất của tuyến giáp, của cái bú giáp đó là nó mềm hay nó chắc hay nó cứng. Thường là nếu một cái tuyến giáp to mới mà nó lan tỏa ở người trẻ thì tức là tuyến giáp nó mới to trong vòng vài năm trở lại đó, thì chúng ta sẽ thấy đa số là nó mềm, hay gặp ở cái bệnh lý bú giáp đơn thuần. Chắc thì khi nào mà nó lâu năm hơn một chút, nó có cái nhân mà chúng ta sờ, có những cái cục tròn tròn ở trên tay của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy những cái vị trí đó nó sẽ chắc hơn. Và nó cứng trong trường hợp là bệnh nhân bị ung thư giáp, thì cái khối ung thư đó nó phát triển lên, chúng ta sẽ sờ chúng ta thấy nó cứng như đá. Để xác định mật độ mềm chắc cứng này, chúng ta sẽ so sánh ở đâu trong cơ thể của chúng ta. Thường là người ta nói là mềm so sánh như cái môi của chúng ta. Nếu chúng ta sờ cái tuyến giáp nó to mà cái mật độ nó bằng cái mật độ của môi chúng ta thì chúng ta gọi là mềm. Còn nếu chúng ta thấy cái mật độ mà nó như ở đầu mũi của chúng ta thì chúng ta gọi là chắc. Còn cứng thì chúng ta sờ giống như để chúng ta sờ lên trán ha. Thì chúng ta phải ghi nhận lại các cái tính chất như thế này khi mà chúng ta thăm khám bú giáp, nó rất là quan trọng. Và yêu cầu bệnh nhân nuốt, chúng ta sẽ thấy sờ được nó to mà nó di động theo nhịp nước thì đó là một cái điều bình thường. Còn nếu mà nó dính chắc khi bệnh nhân nuốt, chúng ta thấy bệnh nhân nuốt khó khăn và cái tuyến giáp nó sẽ dính vào các cái cơ quan lân cận thì hay gặp ở cái bệnh cảnh ác tính. Đau thì thông thường là bú giáp chúng ta sờ không có đau, bú giáp to cỡ nào đi nữa nó cũng, nếu nó không có viêm thì nó sẽ không đau, còn nếu nó đau là nó có khả năng bị viêm. Còn chúng ta sẽ sờ những cái khối tròn tròn trên cái bề mặt của bú giáp thì chúng ta gọi là nhân. Nhân đó là một cái sự gì? Cái sự phì đại của các cái tế bào trong nang tuyến giáp. Nó to lên nhiều quá chúng ta có thể sờ được thì chúng ta gọi là nhân. Để chúng ta sờ được một. Còn nếu mà chúng ta sờ hai trở lên thì chúng ta gọi là nhiều nhân hay gọi là đa nhân.
chúng ta phải ghi nhận lại hết. Tóm lại khám bướu giáp, khám như thế nào cô nhắc lại. Yêu cầu tư thế bệnh nhân, bệnh nhân phải ngồi đối diện với bác sĩ, cửa, cổ ngửa ra trước, tay chúng ta chạm lên cái vùng của thì của tuyến giáp. Nếu chúng ta khám thì phải thì chúng ta sẽ sờ lên cái vùng của gì ở vùng cổ và ngay ở thì phải, sau đó chúng ta yêu cầu bệnh nhân nuốt. Bình thường nhìn cũng không thấy và sờ cũng không thấy. Nếu như là bệnh nhân nuốt, khi chúng ta sờ chúng ta thấy thì chúng ta gọi là bướu giáp to. Và khi bướu giáp to thì chúng ta cần phải nhận định là kích thước, mật độ mềm hay chắc hay cứng. Khi nuốt chúng ta xác định có di động hay không di động, hỏi bệnh nhân có đau hay không đau. Và chúng ta khi mà chúng ta sợ hết toàn bộ cái diện tích của cái bướu giáp đó, chúng ta xem nó có nhân hay không nhân nha. Nhân là những cái giống như những cái cục tròn tròn, chúng ta sờ được ha. Chúng ta sờ được trên cái bướu giáp đó, nó có tính, nó hơi chắc hơn so với những cái vùng nhu mô khác, và nó có kích thước. Nếu chúng ta sờ được cái nhân thì chúng ta phải ghi là kích thước. Ví dụ như kích thước là 1 x 2 cm, 2 x 2 cm, hay là 2 x 3 cm gì đó, thì cái nhân nó phải có kích thước hai chiều của nó nha các bạn ha. Đây là một cái hình ảnh minh họa cho các bạn để các bạn thấy. Các bạn thấy đây là tuyến giáp rất to độ 1 rồi các bạn ha. Khi bệnh nhân ngửa cổ chúng ta sẽ thấy nè, ở vùng cổ bệnh nhân nhìn bình thường chúng ta sẽ thấy cái cổ không to, nhưng mà ở cái cô này chúng ta sẽ thấy khi cổ ngửa cổ thì chúng ta thấy là cái cổ cổ to ở chỗ này, thì chúng ta là kết luận là bướu giáp độ 1 ha. Bướu giáp độ 1 thì khi mà trong khi mà thăm khám tuyến giáp thì bắt buộc chúng ta phải phân độ khi có bướu giáp to. Thì phân độ hiện nay người ta có chia ra làm hai phân độ. Tức là phân độ theo hôm trước năm 1993 thì chia làm 3 độ. Thì đây là cô giới thiệu phân độ bướu giáp theo hôm năm 1993, trước năm 1993 có 3 độ. Đây các bạn nghe để cho mà các bạn nhớ nè, để nếu không các bạn không có nghe, các bạn học thuộc lòng các bạn rất là khó nhớ. Bướu giáp to độ 1 thì nó chia ra làm 2, chia ra làm 2 độ, đó là 1A và 1B. Chúng ta nhớ như nè, bình thường nhìn không thấy, sờ cũng không thấy. Bây giờ nhìn không thấy mà chúng ta sờ thấy là độ 1A ha, là độ 1A. Rồi mà cái mỗi một cái kích thước của tuyến giáp á, mỗi một bên thì có thể là một bên chúng ta không sờ được hoặc bên sờ được, mà cái bên cái thì sờ được á nó to, chúng ta cảm nhận, chúng ta xác định á cái nó to bằng cái ngón cái của bệnh nhân, cái đốt một của ngón cái bệnh nhân, cái đốt đầu tiên của ngón cái của bệnh nhân ha, thì gọi là bướu giáp to độ 1A. Còn độ 1B thì sao? Chúng ta nhìn thấy được khi bệnh nhân nuốt thì là độ 1B. Rồi nhắc lại làm sao để nhớ nè. Bình thường tuyến giáp không nhìn thấy, sờ cũng không thấy. Bây giờ nhìn không thấy mà sờ thấy nó to bằng đốt 1 của ngón cái là độ 1A. Độ 1B có nghĩa là gì? Chúng ta bắt đầu nhìn thấy là độ 1B. Rồi bướu giáp to độ 2 là chúng ta thấy nè, bướu giáp nó to, nhìn ở tư thế bình thường ha, nhìn ở gần, nhìn gần là chúng ta thấy bướu nó to rất là rõ nè các bạn ha. Nhưng nó to ở khu trú ở quanh cái vùng cổ này thôi, nó chưa có vượt qua cái bờ ngoài của cơ ức toàn chủng, cho nên là chúng ta thấy đường viền của cổ bệnh nhân nó chưa có thay đổi ha. Rồi bây giờ chúng ta nhìn thấy bướu giáp to độ 3. To độ 3 là bướu rất là lớn, biến dạng chúng ta có thể nhìn thấy từ xa, và nó làm biến dạng cổ là chúng ta nhìn vào đây nè, chúng ta nhìn vào cái đường viền của cổ, nó vượt qua
bên ngoài gớt tròn chấm, cho nên là nó phình ra, nó làm cho chúng ta thấy nó thay đổi đường viền của cổ, thì chúng ta gọi là mũi giáp to đầu ba, là biến dạng cổ. Đây, sorry các em chút xíu nha. Alo. Gì hả? Tôi đang giảng rồi, bây giờ tôi đang giảng trực tuyến, bye bye nha. Cái gì nhắn tin đi. Rồi bye bye, bye bye, bye bye. Rồi bây giờ chúng ta nhắc lại à, khi mà khám bướu giáp thì chúng ta phải nhận định xem cái bướu giáp đó to hay không. Nếu to thì chúng ta phải phân độ, độ 1, và chúng ta lưu ý là độ 1 thì nó chia làm hai nhóm, 1A và 1B. 1A có nghĩa là chúng ta nhìn không thấy, chúng ta sợ thấy, sợ thấy mà nó to bằng cái bướu giáp mà mỗi thầy tuyến giáp nó to bằng cái đốt đốt một con cái bình nhân là 1A. 1B có nghĩa là ngửa cổ ra chúng ta nhìn thấy rồi. Độ 2 thì nó to, nhìn thấy khi cổ có tư thế tự nhiên, không cần ngửa cổ tối đa mà nó to rất là rõ. Còn độ 3 nó to, nó biến dạng cái cổ, có nghĩa là nó vượt qua bờ ngoài của cơ ức đồng chủng. À, bên ngoài cái đồng chủng làm cho cái cổ, dùng cổ chúng ta nhìn trực diện vô chúng ta thấy phình ra nha, đường viền của cổ chúng ta thấy nó biến dạng, nó phình ra, thì đó là biến bướu giáp to độ 3. Vậy thì trên đây là cô đã giới thiệu cho các bạn các triệu chứng cơ năng và thực thể khi chúng ta khám một bệnh nhân có bệnh lý nội tiết, và đặc biệt là trong cái triệu chứng này, trong triệu chứng bệnh lý nội tiết mà các em học trong năm nay, thì quan trọng nhất là cái khám bướu giáp, cũng như khám một cái số các cái một số triệu chứng của các bệnh lý nội tiết thường gặp. Thì nãy giờ là cô phân tích các cái triệu chứng cơ năng và thực thể cho các bạn biết. Bây giờ tiếp theo đây thì cô sẽ gom lại các cái biểu hiện của từng cơ quan trong các cái bệnh lý nội tiết. Như vậy thì ví dụ như là biểu hiện của cái tiêu hóa thì biểu hiện sao, các em gặp trong các cái bệnh lý gì, thì ở tới cái phần tiếp theo này giống như là cô sẽ gom lại ở một cái bệnh lý của tiêu hóa thì triệu chứng nào chúng ta gặp ở trong bệnh cảnh gì nha. Hồi nãy là chúng ta đi hết các cái biểu hiện, chúng ta liệt kê hết, còn bây giờ chúng ta sẽ gom lại. Khi mà chúng ta thăm khám bệnh nhân đó, chúng ta thấy bệnh nhân khai với mình triệu chứng nội tiết có những cái biểu hiện của các cái cơ quan như thế nào, thì chúng ta nghi ngờ cái bệnh cảnh gì, thì tiếp theo chúng ta sẽ đi phần tiếp theo ha. Trong bệnh lý, các cái bệnh lý nội tiết mà có cái biểu hiện tiêu hóa, ví dụ như là bệnh nhân khai với chúng ta bệnh nhân ăn rất là nhiều, ăn nhiều, bệnh nhân vẫn cảm thấy đói và bệnh nhân có sụt cân, thì thường chúng ta nghi ngờ đây là bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường hay không, thì chúng ta hỏi thêm một số triệu chứng nữa. Hoặc là bệnh nhân khai chúng ta ăn nhiều nhưng mà bệnh nhân vẫn gầy sút, thì chúng ta coi bệnh nhân có bệnh lý bà xì đồ hay không. Bệnh nhân đến nhận khai với chúng ta với triệu chứng là bệnh nhân rất là mệt mỏi và bệnh nhân chán ăn, như vậy thì chúng ta sẽ hỏi tiếp để xác định xem bệnh nhân có hội chứng Sihan hay không, là chúng ta sẽ hỏi tiếp là bệnh nhân có gì, bệnh nhân có bị băng huyết, trong tiền sử có băng huyết sau sanh hay không ha. Rồi hoặc là bệnh nhân khai với chúng ta ví dụ như là bị táo bón, thì chúng ta phải lưu ý khám là bệnh nhân có biểu hiện của suy giáp hay không. Hoặc là bệnh nhân hay bị tiêu chảy, bệnh nhân vừa gầy sút sụt cân, thì bệnh nhân nói bệnh nhân bị tiêu chảy, hoặc bệnh nhân vào viện vì một cái tình trạng tiêu chảy như vậy, thì chúng ta phải khám lưu ý là bệnh nhân có bệnh lý basido hay không. Hoặc là bệnh nhân hay bị tiêu chảy, chúng ta cũng coi xem có bệnh nhân có đái tháo đường lâu năm, bệnh nhân khai kèm theo ngoài cái vấn đề tiêu chảy ra, bệnh nhân có bệnh lý đái tháo đường lâu năm. Vậy thì chúng ta nghi ngờ cái tiêu chảy này là một cái triệu chứng do bệnh lý đái tháo đường gây ra.
về biểu hiện thần kinh, chúng ta sẽ thấy bệnh nhân mà bị suy giáp á, họ sẽ biểu hiện như thế này. Chúng ta phải lưu ý khai thác nè. Bệnh nhân sẽ hoạt động rất là chậm chạp, bệnh nhân thờ ơ với ngoại cảnh, bệnh nhân kém tập trung và bệnh nhân hay quên. Đó, nếu chúng ta gặp những triệu chứng này nó đi cùng với nhau thì chúng ta khám và tìm xem bệnh nhân có bị suy giáp hay không. Ngược lại, bệnh nhân lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, tăng động, nói nhiều, dễ xúc động hay giận dỗi thì thường là gặp trong bệnh cảnh Bajedo như vậy. Khi mà những cái triệu chứng này đi cùng với nhau, chúng ta thấy có biểu hiện thần kinh như vậy thì chúng ta đi khám, đi tìm xem những cái triệu chứng khác nữa coi bệnh nhân có bệnh cảnh Bajedo hay không. Đối với những bệnh nhân mà bị u tuyến yên các bạn, thì người ta lưu ý thấy trong trường hợp mà tuyến yên nó to, bệnh nhân đến muộn thì nó tuyến yên nó to, nó sẽ đè vào thần kinh chéo thị, bởi vì tuyến yên phía dưới của tuyến yên là cái chéo thị thần kinh thị giác, nó nằm ở đáy sọ, to nó đè vào thì bệnh nhân sẽ có một cái biểu hiện tổn thương về thị giác, đó là bệnh nhân bị giảm thị lực, hoặc là bệnh nhân bị bán manh, hoặc là bệnh nhân bị có biểu hiện là bệnh nhân bị bán manh, hoặc là bệnh nhân bị giảm thị lực. Hoặc là khi mà chúng ta thăm khám thì chúng ta sẽ thấy cái biểu hiện của bệnh nhân than là bệnh nhân hay bị chuột rút, yếu cơ. Chúng ta khám phản xạ gân xương, chúng ta sẽ thấy nó chậm thì chúng ta phải nghi ngờ bệnh nhân này có suy giáp hay không. Một số trường hợp bệnh nhân vào với chúng ta liệt hai chi dưới mã kiểu và chu kỳ, tức là liệt ngoại biên, và cái cơ lực của bệnh nhân là khoảng chừng 2/5 và 3/5, bệnh nhân không đi đứng được. Liệt thậm chí là liệt cả tứ chi, liệt hai chi dưới hoặc là liệt tứ chi thì thường hay gặp trong cái bệnh cảnh liệt chu kỳ, do bệnh nhân bị hạ kali máu trong cái bệnh cảnh là cường endosterone tiên phát do nó thải kali. Như vậy thì khi mà lâm sàng chúng ta vào một bệnh nhân, chúng ta tiếp nhận một bệnh nhân mà có liệt hai chi dưới, chúng ta khám chúng ta thấy kiểu liệt ở ngoại biên thì chúng ta coi bệnh nhân này có cường endosterone tiên phát hay không. Hoặc là những cái bệnh nhân mà đái tháo đường tiếp 2 thì chúng ta sẽ thấy những bệnh nhân mà có biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật, như là bệnh nhân giả mồ hôi nè, rồi tay chân lạnh nè, bệnh nhân có biểu hiện run, cảm giác đói thì chúng ta xem bệnh nhân có phải hạ đường huyết hay không. Về cơ xương khớp thì chúng ta lưu ý chúng ta phải khám cái chủ yếu là chúng ta khám cái triệu chứng mà rung tay ở biên độ nhỏ, rung tay biên độ nhỏ ở bệnh nhân bị bệnh Bajedo thì trên lâm sàng chúng ta phải khám. Cái cách khám là sao các bạn? Các bạn cho bệnh nhân nhắm mắt, hai tay xà thẳng, chúng ta sẽ nhìn thấy bệnh nhân rung ở biên độ rung tần số rất là nhanh mà biên độ rất là nhỏ, có thể chúng ta để miếng giấy lên chúng ta mới thấy, thường hay gặp trong bệnh cảnh Bajedo. Rồi về cơ xương khớp thì chúng ta lưu ý là bệnh nhân hay bị teo cơ, tăng vị qua đạm, cho nên bệnh nhân dẫn đến tình trạng teo cơ trong bệnh cảnh hội chứng kích sinh cho thuốc. Hoặc là bệnh nhân teo cơ tứ chi, trong bệnh nhân gầy mà kèm theo teo cơ tứ chi, khi mà thăm khám mà bệnh nhân bị bệnh Bajedo chúng ta bắt buộc phải thăm khám gãy đẩu. Dấu hiệu gãy đẩu là chúng ta cho bệnh nhân ngồi xổm, sau đó yêu cầu bệnh nhân đứng dậy thì bệnh nhân không thể đứng lên được, mà bệnh nhân bắt buộc bệnh nhân phải chống hai cái tay ở đầu gối, hoặc là bệnh nhân tựa vào một cái ví dụ như cái bàn hay gì để bệnh nhân đứng lên nha, thì bệnh nhân phải không tự đứng lên được, mà bệnh nhân hoặc là chống hai tay vào cái chân để bệnh nhân đứng dậy, hoặc là bệnh nhân dựng nó bàn bệnh nhân mới đứng dậy được, bệnh nhân không tự đứng dậy được thì chúng ta gọi đó là dấu hiệu gãy đẩu. Thì ở bệnh nhân bị Bajedo thì khi thăm khám chúng ta phải làm cái dấu hiệu này ha các bạn ha, đó là biểu hiện về cơ xương khớp và thần kinh ở những bệnh nhân bị bệnh lý nội tiết. Dấu hiệu hạ canxi
thì chúng ta sẽ thăm khám dấu hiệu spot tech. Dấu hiệu spot tech thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn cái điểm nha, cái điểm để chúng ta thực hiện cái dấu hiệu này nha. Chúng ta sẽ chấm một cái điểm là nhân trung và gò má của bệnh nhân. Thì đây là cái nhân trung nè, cái gò má nè ha. Chúng ta lấy cái điểm giữa nhân trung và gò má của bệnh nhân, chúng ta lấy điểm giữa. Hoặc là cách thứ hai, nhân trung và gò má ha. Cách thứ hai là chúng ta lấy cái điểm giá tay và cái mắt môi bệnh nhân, chúng ta chấm điểm giữa, rồi sau đó chúng ta dùng ngón hai chúng ta gõ vào, chúng ta gõ vào cái điểm mà chúng ta chấm đó, chúng ta gõ vào. Bình thường thì nó không có biểu hiện gì hết, nhưng với một cái người mà bị thiếu canxi thì có hiện tượng rung giật ở viền mắt và rung giật ở mắt môi của bệnh nhân nha. Hoặc là cách thứ hai, chúng ta khám cái dấu hiệu trút xô. Thì cái cách khám như sau, chúng ta dùng cái bọc của cái máy đo huyết áp đó. Đầu tiên chúng ta đo cái huyết áp tối đa, tối thiểu xong, sau đó chúng ta lấy huyết áp trung bình và chúng ta bơm cái huyết áp lên ở cái huyết áp trung bình, sau đó chúng ta để khoảng 1-2 phút. Nếu như trong vòng dưới như 2 phút mà bệnh nhân có biểu hiện như bàn tay đã đẻ hoặc là co cứng cơ thì chúng ta gọi là dấu hiệu trút xô dương tính. Nhưng nếu dấu hiệu này chúng ta làm quá 2 phút, nếu nó có dấu hiệu trên thì đó là chuyện bình thường nha các bạn. Dấu hiệu này chúng ta phải làm đúng, là phải làm cái, nếu mà nó có kết quả dưới 2 phút thì chúng ta mới kết luận là dấu hiệu trút xô dương tính. Đây là dấu hiệu của cái cân tetani đó các bạn, cái cân co cứng cơ trong hạ canxi máu đó các bạn nha. Đó, cái dấu hiệu này gọi là bàn tay đỡ đẻ nè. Bệnh nhân có tình trạng là co cơ gấp và co cơ duỗi các bạn. Co cơ gấp, bệnh nhân co cơ gấp. Và ở chi trên á thì bệnh nhân co cơ gấp, mà chi dưới thì có thể là bệnh nhân sẽ co cơ duỗi. Cho nên bệnh nhân sẽ có cái biểu hiện là co giật cơ, gọi là cơn tetani. Rồi biểu hiện về tiết niệu sinh dục thì chúng ta phải lưu ý là chúng ta chủ yếu là chúng ta hỏi về số lần sinh đẻ của bệnh nhân, về kinh nguyệt của bệnh nhân, số lần sảy thai của bệnh nhân và trong trường hợp bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì bệnh nhân sẽ có cái tình trạng là bệnh nhân sẽ sanh con bị quá cân. Khi mà bệnh nhân đã bị đái tháo đường và chưa phát hiện, nếu mà bệnh nhân mang thai hoặc là bệnh nhân bị đái tháo đường thai kỳ thì bệnh nhân những cái trường hợp đó bệnh nhân sẽ có đẻ con quá 4 kg. Về khám niệu dục thì chúng ta lưu ý là chúng ta khám cái bộ phận sinh dục ngoài, những cái rối loạn về hình dáng của bộ phận sinh dục ngoài cũng giúp cho chúng ta chẩn đoán được những cái rối loạn, các cái bệnh lý về nội tiết sinh dục. Ở nữ thì chúng ta lưu ý là cái thứ, các cái bộ phận sinh dục ngoài nó có bình thường hay không ha. Còn ở nam giới cũng vậy, chúng ta cũng lưu ý kích thước của bộ phận sinh dục ngoài nó có đúng cái giải phẫu ở theo lứa tuổi của bệnh nhân hay không ha. Thì chúng ta nếu mà nó có bất thường trong một trong các cái vị trí đó, một trong các cái biểu hiện về hình thái và kích thước thì coi như là bệnh nhân có một cái bệnh lý vì gì đó về nội tiết sinh dục, có thể là do rối loạn về nội tiết sinh dục hoặc là bệnh lý bẩm sinh nha. Và chúng ta thấy là những cái bệnh nhân mà bị rối loạn về cái hình dáng kích thước của bộ phận sinh dục ngoài thì thường là nó gặp trong các cái bệnh lý gọi là bệnh lý bẩm sinh. Bệnh lý bẩm sinh như là bệnh Klinefelter hoặc là Turner, đây là những cái bệnh bẩm sinh ha các bạn ha, bệnh bẩm sinh do rối loạn về nhiễm sắc thể.
về khám mắt. Về khám mắt thì chúng ta thấy trong bệnh lý nội tiết á, thì bệnh nhân sẽ có cái tổn thương mắt. Đây là một cái tổn thương rất là đặc trưng trong bệnh lý ba sơ đồ, chỉ có trong bệnh lý ba sơ đồ thôi. Thì chúng ta xem bệnh nhân có bất kỳ một cái tổn thương nào không, ví dụ như là bệnh nhân có hiện tượng co cơ mi trên, bệnh nhân có tình trạng lòi mắt. Co cơ mi trên đây nè các bạn, co cơ mi trên này là cái, đây là mi trên nè các bạn. À, trong bệnh lý ba sơ đồ thì có hiện tượng nó co cái cơ mi trên này, cho nên là nó sẽ có một cái khoảng trắng, chúng ta sẽ nhìn thấy cái củng mạc của bệnh nhân. À, chúng ta thấy cái củng mạc của bệnh nhân bình thường á, mi trên bao giờ nó cũng, xin lỗi các em, là giác mạc. Ở cái bệnh nhân mà bệnh lý bị bệnh ba sơ đồ mà có biểu hiện tổn thương mắt á, thì cô nhắc lại nó sẽ có tình trạng co cơ mi trên. Bây giờ bình thường à, chúng ta nhìn, bình thường chúng ta nhìn nó thì chúng ta sẽ thấy bao giờ vậy, cái mi trên này nè bao giờ nó cũng phủ giác mạc hết. Nhưng trong trường hợp này bệnh nhân bị co cơ mi trên, cho nên là cơ mi trên nó co lên, cho nên nó ló một cái khoảng trắng củng mạc, chúng ta sẽ thấy củng mạc. Có hiện tượng lòi mắt là chúng ta sẽ thấy là nhãn cầu nó bị đẩy ra phía trước này, chúng ta nhìn nghiêng chúng ta sẽ thấy nhãn cầu nó bị đẩy ra phía trước, thì bệnh nhân có thể cảm nhận được và khi thăm khám chúng ta cũng có thể phát hiện được. Còn lòi mắt người ta chia ra làm 3 độ thì người ta dùng cái thước hạt ten để người ta phân độ, nhưng mà chúng ta chỉ đánh giá được có lòi mắt hay không mà thôi. Về răng thì chúng ta lưu ý những bệnh nhân mà bị cường tiết cận giá, các bạn, họ sẽ có một cái tình trạng là họ rụng răng, răng của họ gãy ngang hết, hoặc là họ bị thiếu canxi thì răng của họ nó rụng và nó có hình, trẻ em thì nó có răng cưa, còn người lớn thì nó rụng hàng loạt, thì đó là những cái biểu hiện bất thường về mắt và răng hàm mặt. Nhưng mà bệnh nhân bệnh lý nội tiết. Hai các bạn thân mến, thì tôi mới vừa giảng xong cho các bạn về các cái triệu chứng lâm sàng của bệnh lý nội tiết, nó rất là nhiều, bởi vì nhiều bệnh lý nội tiết chúng ta học cùng một lúc và chúng ta học tất cả những cái triệu chứng, những cái biểu hiện có thể có gặp trong các bệnh lý nội tiết, thì cô đã giới thiệu cho các bạn xong, để chúng ta nghỉ giải lao chút xíu ha. Thank you.